chữ. Đọc được, đọc được. Không biết chữ. Đọc. Đọc thì không biết chữ. Đọc thử ấy. Đọc thử thì không biết chữ, đọc thì gì. Không biết chữ, đọc cái gì. Từ từ đây. Này. Chữ đâu nhỉ? Chữ đâu nhỉ? Chữ trùng đâu nhỉ? Thế thế đi lấy tiền thì làm cái gì? Hả? Đi lấy tiền thì làm cái gì? Tiền. Tiền ví dụ nhà nước có tiền gì cho ấy, thì đi lấy kiểu gì? Nhà nước cho. Ừ. Làm nào ký? Ký á? Địa chỉ đúng không? Hả? Địa chỉ đúng không? Như này à? Ừ. Ngón tay à? Ừ. Điểm chỉ à? Ừ, địa chỉ. Ồ. Chữ chữ trùng cũng không biết viết à? Biết tên địa chỉ đúng không? Hả? Biết đi. Thế nên điểm chỉ vào nhầm tên của người khác làm nào? Tên nhà khác? Ờ. Nhà khác. Họ 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 cầm, họ cầm tay này đúng không? Đúng mà. Họ họ cầm tay dí này đúng không? Đúng mà. Ôi ôi thế. Chết dở không. Mày biết nói tiếng phổ thông tí nhỉ? Đúng. Nói được tiếng tí. Đúng. Cái này là cái gì thì nó là xe biết nhá. Vừa. Trong này là cái gì? Là xe biết. Xe có một đứa trẻ con ở trong này. Đúng. Ừ. Xe thì biết. Xe em biết. Đúng. Đấy, ngày hôm nay thì lại cùng Sùng Vi Vu đi đâu vẫn biết rồi đúng không? Đúng. Chỗ này rất quen rồi phải không? Đúng. Lần thứ hai rồi đúng không? Đúng. Ừ. Tôi em gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả đi. Dạ. Ừ. Chào đi. Nào tay. Tay thì gái gái linh tinh thế. Dạ. Ừ, nghiêm túc nhá. Không được gái chỗ đây. Đấy. Sùng có biết cái gì không? À? Cái này gì biết không? Không được, không được, không được mở bên trong. Đoán như nào? À? Đoán là cái gì? Cái này là cái gì? Không được nhìn. Đoán bên trong có là cái gì? Máy quạt. Hả? Máy quạt. Sao biết máy quạt? Hả? Sao biết máy quạt? Sao biết máy quạt? Đây, giữ giữ cái này lên. Đây. Đâu? Hả? Sao biết máy quạt? Chưa biết có gì không? Không biết. Biết biết chưa không? Hả? Biết chưa không? Không biết chữ. Đọc được, đọc được. Không biết chữ. Đọc. Đọc thì không biết chữ. Đọc thử ấy. Đọc thử thì không biết chữ, đọc thì gì. Không biết chữ, đọc cái gì. Từ từ đây. Này. Chữ đâu nhỉ? Chữ đâu nhỉ? Chữ trùng đâu nhỉ? Thế thế đi lấy tiền thì làm cái gì? Hả? Đi lấy tiền thì làm cái gì? Tiền. Tiền ví dụ nhà nước có tiền gì cho ấy, thì đi lấy kiểu gì? Nhà nước cho. Ừ. Làm nào ký? Ký á? Địa chỉ đúng không? Hả? Địa chỉ đúng không? Như này à? Ừ. Ngón tay à? Ừ. Điểm chỉ à? Ừ, địa chỉ. Ồ. Chữ chữ trùng không biết viết à? Biết tên địa chỉ đúng không? Hả? Biết đi. Thế nên điểm chỉ vào nhầm tên của người khác làm nào? Tên nhà khác. Ờ. Nhà khác. Họ 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 cầm, họ cầm tay này đúng không? Đúng mà. Họ họ cầm tay dí này đúng không? Đúng mà. Ôi rồi thế. Chết dở không. Mày biết nói tiếng phổ thông tí nhỉ? Đúng. Nói được tiếng tí. Đúng. Cái này là cái gì thì nó là xe biết nhá. Vừa. Trong này là cái gì? Là xe biết. Xe. Có một đứa trẻ con ở trong này. Đúng. Ừ. Xe thì biết. Xe em biết. Đúng. Đấy, ngày hôm nay thì lại cùng Sùng Vi Vu đi đâu vẫn biết rồi đúng không? Đúng. Chỗ này rất quen rồi phải không? Đúng. Lần thứ hai rồi đúng không? Đúng. Ừ. Tôi em gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả đi. Dạ. Ừ. Chào đi. Nào tay. Tay thì gái gái linh tinh thế. Dạ. Ừ, nghiêm túc nhá. Không được gái chỗ đây. Đấy. Anh phải đang để đây. Dạ. Anh phải cố gắng để cái râu này. Dạ. Anh để cái râu giống Sùng rồi. Nhưng không giống được rồi. Đúng. Hôm nay không cạo. Thôi sao đi, nghiêm túc tí nha. Đó xong. Ừ, nó to lên. Đó xong. Chào các ông, các bà, các cô, các bác. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xin kính chào quý cô anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với
nội dung tiếp theo trên kênh của Minh Hiếu. Chúc tất cả quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, an lành. Hiện tại thì Minh Hiếu đang cùng em Sùng Vi Vu đến nhà hai chị em Sinh Di. Chuyến này là chuyến đầu tiên Minh Hiếu cùng với em Sùng. À đâu, chuyến thứ hai rồi nhỉ. Sùng cùng với Minh Hiếu đến đây để gửi những cái món quà của chị Hà đến với hai chị em Sinh và Di. Thế thì trong hơn tuần vừa rồi Minh Hiếu cũng không có thời gian, hai tuần ba tuần rồi không có thời gian đi quay các bác ạ. Đi quay về thì cũng không có thời gian để chỉnh sửa. Đấy, ví dụ như cái video của em Sùng Minh Hiếu cũng trao quà khá là lâu rồi, nhưng mãi về sau mới phát được. Đấy. Thời gian này Minh Hiếu đang đi học các bác ạ. Đang đi học nên là tuần nào mà được nghỉ thì mới đi được, còn không được nghỉ thì cũng không đi được. Thời gian học thì vào thứ bảy và chủ nhật. Và những buổi tối của các ngày, có thể là ngày trong tuần học online, nên là học và làm bài kiểm tra các thứ nữa cũng không còn nhiều thời gian để đi. Tuy nhiên là có những tuần nào mà nghỉ, ví dụ như tuần này chẳng hạn, nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thì tương đối là dài. Mình Hiếu cũng sẽ dành những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi để đến với các cái hoàn cảnh, đặc biệt là mới đây là hoàn cảnh các em Súa, Tính, Tùng mà Minh Hiếu muốn giúp đỡ đấy. Thì Minh Hiếu sẽ có thời gian thì sẽ đến chia sẻ nhiều hơn về hoàn cảnh của các em đấy, với mong muốn rằng là thông qua những thước phim các em sẽ được giúp đỡ và sửa sang lại cái nhà cửa cho nó ổn một chút. Đấy, không có là như năm nay là mưa rất nhiều các bác ạ. Năm nay mưa nhiều quá và cứ mỗi lần mưa là nhà dột, chậu xô chạy khắp nơi. Đấy, cũng trông rất là khổ. Đấy, bố thì không còn nữa, mẹ thì đi tìm hạnh phúc mới. Trở lại nội dung ngày hôm nay ấy, thì cái này là một cái món quà của, tiếp tục là cái món quà của chị Hà ở thành phố Hoa Phượng Đỏ. Chị Hà gửi cho Minh Hiếu số tiền là 4 triệu đồng để mua những cái món quà đến với các hoàn cảnh. Và cụ thể chi tiêu như thế nào thì Minh Hiếu sẽ thông tin với chị Hà các bác ạ. Thông tin với chị Hà. Và với cái mong muốn là sẽ đem những cái món quà thiết thực đến với các hoạt cảnh. Còn bên trong này thì như thế nào thì ban nãy Sùng xem qua một tí rồi đúng không? Đúng. Xem hình này đúng không? Hả? Nhìn mặt bắt hình rồng đúng không? Đúng. Nhìn hình đoán chữ đúng không? Hả? Không? Hả? Chắc chắn bên trong là quà không? Trong quà. Bên trong là cái gì biết không? Chắc chắn là cái gì? Chưa mở chưa biết. Chưa mở chưa biết đúng không? Rồi ok. Bây giờ thì anh em mình đi lên thôi nhỉ? Đúng. Đúng nhá. Đúng không? Đúng. Đi lên không? Đúng không? Hay là đi xuống? Ôi dồi, năng lắm. Dạ. Khiêng thôi nhỉ? Đúng. Khiêng được hay là như nào? Đúng. Đấy. Xuống ôm được à? Dạ. À được, nhưng cẩn thận nhá. Dạ. Các cháu chú Di Súa đã đi trường chưa? Là đi trường, đi học chưa? Đi rồi. Đi rồi à? Đi một tuần. Nhưng mà hôm nay là vẫn ở nhà đúng không? Hôm nay bọn nó mai đi học chợ bia nhà Tâm, đi họ nhà Tâm, bọn nó đi trồng cỏ. À, nó đi trồng cỏ gì? Đi trồng cỏ. Bộ. Chợ bia tối ra về không biết. Bố mẹ ở nhà không? Bố mẹ á? Bố mẹ có đi hết mà. Hả? Bố mẹ có đi hết mà. À, bố mẹ cũng đi hết à? Ờ, đi hết mà. Bố ở nhà. Bố là ở nhà thôi đúng không? Đúng.
thời tiết chuyển sang mùa thu rồi các bác ạ. Có vẻ như là dễ chịu hơn một chút. Đặc biệt là ở trong này thì nói chung là mát hơn nhiều so với ngoài thị trấn cũng như là một số nơi khác. Nhiệt độ thì vẫn rất là oi, còn ở trong này thì mát mẻ. Chào anh ạ. Xin chào. Có quần áo mới rồi hả? Đấy. Phải không? Đấy. Đang làm cái gì đây? Chơi học đi. Không, nói tiếng phổ thông có nói được không? Cái này là cái gì? Cái gì biết không? Thế gửi lời chào đến toàn thể các ông các bà nào. Bỏ này. Đây. Ê, chào anh. Ok, rồi. Đây, cầm này vào. Khoanh tay vào. Chào gì xin chào các ông các bà các cô các ba. Được rồi, thôi. Đi vào nhà nhá, nắng quá. Nói chung là được mỗi câu chào hỏi thêm một câu nữa thì lại không biết rồi. Thôi cứ để đây. Ôi ôi. Nào. Cứ đây nè, cứ đây nè. Chào xe. Hả? Cái gì? Chào xin. Chào xe, xin chào các ông các bà. Các cô các ba. Chào anh gì, anh gì? Chào anh Hi ạ. Anh gì kia? Anh gì? Anh Thừa. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Anh gì biết không? Pau pau. Tin lâu. Tin lâu. Tin lâu. À chị. Tin lâu gì? Tin lâu sùng. Chị Pau á? Pau. Pau chị Pau. Rồi. Dê là ok không? Tu xí ấy. Thế chị nếu chọn là rất. Tu nhu là mua mua tu mi mẹ chỉ mua. Mua mi nhỏ mua. Mua. Tu mi nhỏ mua. Có. Có rồi. Thế đi xem qua tí nè. Chú Chí ở nhà không? Nhỏ nhỏ. Nhỏ chị nhỏ. Ủa chị á? Thế thôi làm có khách thì thôi. Đang có khách phải không? Hình như đang có khách đúng không? Bò bò là có em bé rồi à? Bò là tụm nhu là mò tụm mi nhỏ rồi à? Mò tụm mi nhỏ hay mò tụm mi mé chung? Gọi thì nói nào? Gọi nó có. Nếu mà có con chưa thì nói như thế nào ấy? Có thì chơi răng được. Hả? Có thì chưa. Ý là nói như thế nào ấy? Ý á? Nói tiếng Mông ấy, nói như nào? Mua mà chỉ tao nhiều. Ý là anh đang hỏi là ví dụ là có con bé không ấy thì nói như nào? Một tụi mình nhỏ mẹ chỉ mò. Một tụi mình nhỏ mẹ chỉ mò. Tụi mình mẹ. Một tụi mình nhỏ mẹ chỉ mò. Thế là mò chưa? Mò. Mò rồi à? Mò. Gió. Tại như đợt trước tiếp. Mùa này là chuẩn bị là gần như là không có cỏ tiếp rồi đúng không? Mùa thu hết rồi. Mùa thu hết rồi. Tu xí nè. Tu xí có tu nào mò rồi? Tu xí chỉ đã bao à? Chỉ đã bao cho mò chỉ mò. Nè tổ tại không? Cái con đực này cũng không thích à? Sùng thử hỏi xem con đực nó có thích mấy con này không? Hả? Bảo con đực nó có thích mấy con cái này không? Con đực kia nó có thích mấy con này không? Tôi lo em nhẹ tôi như tôi nhẹ anh em. Có. Hả? Có. Thích. Thế Sùng biết xem có con nào có chửa không? Dê. Dê. Ừ. Con nào chửa không biết. Có biết không? Không biết. Em nuôi dê bao giờ chưa? Dê. Nuôi dê bao giờ? Chưa. Trước nuôi dê bao giờ chưa? Chưa. Chưa nuôi bao giờ à? Chưa biết.
Con này như kiểu là có rồi đấy nhưng mà phải không? Con này có kia. Con đen kìa. Cho chị cho á. Dạ. Con trả tới mùi, hay mùi á. Con này cũng như kiểu có đấy. Phải không? Tôi lâu chị nhẹ, tôi nhẹ à? Nhẹ. Nhẹ chị nhẹ? Nhẹ. Nhẹ à? Giá chín nó bụi ra không? Thế con kia có được ăn rau không? Có nó rau gì nó? Đâu à? Nước muối là gì? Hả? Nước muối là tiêu mông là gì? Tiêu mông. Nước muối, nước pha muối, nước xong là pha muối vào ấy thì nó tiêu mông là gì? Mất đề hảo chứ mông, mất đề hảo chứ mông. Hả? Mất đề chỉ hảo mất chứ mông. Ừ. Mất thế. Ừ. Thế à? Ừ. Thế là cám là gì? Cám là khâu à? Dầm. Cho khâu chứ sao? Dầm. Thì thoảng phải thả nó đi tí nhá. Cho nó uống nước, cho nó hậu hậu đề nhá. Ý gì đây à? Chào đến với chồng không? Thế mò khâu no chứ mua hả? Mua mà. Mò đi hồ sả tải. Ít tạc kì, khâu cháu ít tạc kì nó mò. Ít cái ít tạc kì mà cho hát cháu. Ít tạc kì đi cháu. Con đực này chắc còn non nữa đúng không? Thế là ra rồi. Non nữa đúng không? Tớ định một nọ này. Sinh thì không biết được đâu. Sùng chưa nuôi dê bao giờ? Chưa nuôi dê em trước chưa nuôi dê bao giờ? Chưa. Ồ, chưa nuôi dê thì chỉ bao đâu. Phần nuôi rồi mới biết. Đấy, con kia là con hôm nọ mua sau này. Con kia là có nó có no rau được không? No mà tuy nhiên con chá một nồi, con chá là cao nó à? Ừ. Lâu quá không vào rồi các bác ạ. Vào xem. Các em chăn nuôi tí. Di là có đi lấy cỏ không? Có. Đứng dậy về đây xem nào, đứng dậy về đây. Đi lấy cỏ không? Sáng nay đi lấy chưa? Hôm nay đi lấy chưa? Lấy rồi. À, lấy rồi à? Đi học chưa? Di đi học chưa? Đi xuống trường chưa? Hả? Đi xuống trường chưa? Xuống rồi. Thì phải trả lời nhanh một tí chứ. Hôm nọ đi rồi đúng không? Chiều nay là đi à? Chiều nay đi xuống trường hay là như nào? Hay là tí nữa xuống? Chiều mới xuống đúng không? Rồi, cố gắng chăm sóc nhá. Cố gắng chăm sóc Tú Xì nhá. Còn Tú Nhu thì đấy. Còn bò thì nghe thông tin bảo là. Nhưng mà bò nó có chửa không là Sùng có biết không Sùng? Hả? Em nuôi bò suốt là em nhìn con này là có chửa chưa? Có. Đi nhìn nó xem nào. Hả? Nhìn xe thì có rồi. Hả? Có rồi. Có không? Có, bò này có rồi. Có chửa không? Có rồi. Hả? Có rồi. Bò chị mua hả? Có, bò này. Chú có. Chí bảo mua à? Mua. Ừ. Bò này có rồi. Có rồi hả? Ừ, có rồi. Thật à? Ừ. Thật không? Thật mà. 100% không? Thật mà. Chính xác không? Chính xác mà. À. Ừ. Chính xác là tốt rồi. Đấy, mong rằng các em có được cái kết quả các bác ạ. Thực ra là bò thì cũng mua được 2 năm rồi. Nhưng mà kiểu ở đây thì họ cũng... Đây, nhấc hộ em đây. Đi lấy con dao chắt chia vào đây. Đây là chị ạ. Đây, ngược. Sùng là bảo lấy cái quạt phải không? Hả? Bảo trong này là cái quạt đúng không? Chưa biết, chưa xem, chưa biết. Hả? À? Chưa xem, chưa biết à? Ừ. Rồi, ok, bây giờ xem nhá. Bao chỉ chị bao? Biết không gì? Hả? Là cái gì? Bảo là mẹ quạt. Tiếng phổ thông đi học phải nói tiếng phổ thông nhiều vào nhá. Đây này. Đây là cái máy quạt nha chưa? Có biết đọc không? Có đọc được không? Cái gì đây? Chữ gì? Ôi!
chịu, đại ca gì rồi, lắc đầu thì chịu rồi. Hai cái máy quạt các bạn ạ, này cất đi, cất đi. Hai cái máy quạt, món quà của chị Hà ở Hải Phòng. Ô, Sùng đoán đúng rồi nhỉ? Đúng. Phải không? Hả? Sùng đoán đúng rồi nhỉ? Đúng rồi. Sùng quá giỏi luôn. Có biết lắp không? Sùng biết lắp không? Hả? Biết lắp cái này không? Lắp. Ờ, biết lắp vào không? Biết không? Biết. Đấy, bỏ này ra cho anh. Anh hướng dẫn lắp để tới này mua, có tiền mua quạt về còn biết lắp nhá. Biết không? Đấy, đây, 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 đây. Cái này cho đây. À, cho cái này trước. Cho cái này trước. Ừ, cho cái này trước. Cho cái nướng, cái này. Cái này họ hay mang lên nướng thịt lắm. Ừ. Không, từ từ. Rồi, cho cái này ra. Chắc là phải thêm nhỉ. Mình cứ lắp thử một lần đi, sai mình lắp lại. Đúng. Phải không? Phải. Thực ra không phải để mình được lắp thường xuyên, được lắp thường xuyên thì sẽ biết ngay. Ừ. Ây dù. Đầu tay. Đầu đấy. Ừ. Trúng cái nút này. Ừ. Anh lắp một cái không? Tí nữa Sùng lắp cái nhá. Ừ. Biết không? Biết. Rồi, xem nào. Từ từ. Xem nào. Xem có phải tay không? Dạ chứ dạ. Dạ. Hử? Dạ. Ô dò mà. Phải không? Phải. Vặn, vặn như này à? Đúng. Đúng không? Đúng. Đúng không Sùng? Đúng. À, cái này lại vặn ngược. Đúng. Ừ. Chứ cái cánh cho anh tí nhá. Rồi, quá tuyệt vời. À, cái này cho vào đây. Này, cho này trước. Từ 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 từ. Này, cái này vào đã, bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh nghe chưa? Chưa chưa chưa. Chưa được đâu. Đấy, nó phải như thế. Đấy, cái này nó hơi chặt tí. Sùng có móng tay khỏe đẩy đẩy vào cho anh thì đấy đẩy vào trong, đẩy vào trong, kéo cái để đẩy vào như này, sát như này cho anh. Ừ. Biết không? Đấy khó đấy. Khó đấy. Ví không? Hả? Cho ví có ví ví làm nào? Nó làm mạnh mà anh đang bị đau móng tay này. Đấy, đây đây nữa, đây nữa, đây nữa, đây này.
Chúc anh rất. Đó. Sao được rồi? Sắp sắp rồi. Cố lên. Mình tính nhận đừng làm việc. Sắp được rồi. Nào. Nào, hai bạn ạ. Đấy, nó chỉnh nó rồi. Phải chưa? Đấy. Ủa cái này lại ra tiếp rồi. Rồi. Đấy phải như thế. Đấy phải như thế. Rồi. Quá tuyệt vời. Được chưa? Mát chưa? Đấy. Quạt này thì rất là bền rồi các bác ạ. Này, cái này cho sùng lắp nhá. Đây, sùng lắp được không? Được. Hả? Đây, đây. Đấy, sùng lắp được rồi. Đâu, ngồi đây, đây kia. Ngồi đây kia. Đấy, quay mặt ra ngoài cho nó sáng chứ. Như này nó mới sáng chứ. Sao cái này cho nó xuống nó cứ ngừng lên, tự động ngừng lên là thế nào nhỉ? Thôi, cho vào đi. Mát chưa? Chưa. Quạt như này vẫn chưa mát à? Mát rồi. Sùng. Giữ cái cho anh. Cái này là cái gì? Hả? Vừa mới bảo xong cái này là cái gì? Hả? Máy gì? Máy quạt. Nói nào. Quạt. Rồi, để yên như thế cũng được, này không phải lấy ra. Bây giờ lắp vào như này luôn. Bọn này mình lấy ra, bọn này chú lấy ra là anh làm đau hết tay. Khó quá. Điện cơ. Vào chưa sùng? Được. Ừ? Được chưa? Được. Thật không? Thật. Được thật à? Ừ. Xong rồi đúng không? Xong rồi. Nhanh không? Nhanh. Cái này lắp nhanh hơn cái kia đúng không? Ừ. Cái kia tại chú lấy ra anh đau hết tay này, mất hết móng tay này.
Này thử ở đâu rồi đây? Cái này có ổ điện không? Ồ, này thấp lắm. Cái ổ điện này thấp quá. Trời, trùng. Ôi, quạt này rất êm luôn. Nghe rất êm. Dây này có vẻ ngắn hơn tí à? Dây này ngắn hơn cái kia thật. Lấy cái thùng về chưa? Xuống. Tạm thời như thế đúng không? Đấy. Mát không? Mát lắm nhỉ? Nào, Sinh vào đây, Di vào đây. Đi vào đây nào, đứng đây. Để anh hướng dẫn nhá. Bật đây nhá, tắt đây nhá, số 0 đây nhá, biết số 0 chưa? Tắt ở đây nhá. Đây. Đấy. Nào, số 1 nào, đây. Đấy. Số 1 nhá. Số 1 không mát mấy thì bật số 3 này, số 3 này nhá. Gì biết không? Có biết dùng cái này không? Không được nghịch nhá. Nghịch là hỏng đấy nhá, nhớ chưa? Dùng là phải giữ nhá. Đấy, xong rồi tắt đi, không dùng thì tắt đi nhá. Không được lấy chân nhá, phải lấy tay bấm nhá chưa? Lấy chân nhấm chỗ này là mai cái nút này nó hỏng đấy. Xong là cái này nhá. Muốn nó dừng một chỗ thì kéo này lên. Hiểu không? Nè, nè à. Sùng nói này. Bây giờ nó chỉ có chỗ này nhá, là đây. Đấy. Đấy, bây giờ này, bật này. Nó chỉ đi kia rồi, nó không quay. Nó không quay nhá. Đấy. Bây giờ muốn nó quay này, ấn xuống này. Nhìn này, ấn xuống này. Đấy. Thấy chưa? Hai chị em mỗi người một cái nhá. Nhớ chưa? Phải dùng, phải giữ nhá. Không được, đây. Muốn cho nó dừng đây này, đấy. Là nó dừng đây. Đấy, mát chưa? Đi làm mệt về là ngồi xa xa tí nhá. Không được ngồi gần quá, ốm đấy nhá. Rồi, ok, hai quạt rất tuyệt vời rồi. Ngon lành rồi. Đấy, Sinh một cái, Di một cái nhá. Mỗi người Ilu nhá. Đấy, còn cái này bỏ cái kia đi. Đấy, bỏ giấy đi. Có cái phiếu bảo hành hay cái gì ở trong đấy phải không? Đấy. Đây, quạt rất tuyệt vời. Để đây nhá. Di thích lấy cái nào? Gì muốn lấy cái nào? Hả? Có nghĩa gì? Lấy cái đấy à? À, cái này của Sinh nhá. Nhưng mà dùng là phải giữ nhá. Không nhớ là bảo không được thò tay vào đây nhá. Thò tay vào đây là mo đấy đấy nhá. Sùng bảo nói tiếng Mông mà không được cho tay vào đây nhá. Thôi thì téo lại. Không được cho tay vào đây nhá. Tay cái hỏng đấy, đứt tay luôn đấy. Này, nó phật cho đây này, cánh nó phật cho, kể cả trẻ con kia đến chơi là cũng không được nghỉ cái này nhá.
Mình Hiếu cũng phải dặn các em một tí. Thực ra là các em chưa được dùng máy quạt nên là không biết cái này đâu. Sợ là lại cho tay vào đây là mệt đấy, không biết dùng là mệt đấy. Chỉ có cắm điện thôi nhá, biết chưa? Cắm điện là bật thôi nhá. Cắm điện là bật thôi. Ổ điện hơi cao. Đây, cắm điện như thế này. Cắm vào này, bật này. Đấy. Cắm điện là bật thế thôi. Rất đơn giản nhá. Tắt đi, không dùng thì tắt đi nhá. Rút điện nhớ chưa? Cái này tới đây là phải mua một cái ổ cắm. Nó hơi cao. Đấy, biết có biết dùng không? Gì biết dùng chưa? Sinh biết dùng chưa? Power chưa? Đấy nhá. Đấy, hai cái máy quạt này thì mỗi cái là 350.000 các bác, hai cái là 700.000. Bây giờ là vào nhà là biết rót nước cho rồi đúng không? Hôm nọ đi mua quần áo mới cho Sinh chưa? Cho Di chưa? Rua lút chó chưa? Rua câu chì chưa? Tàu hăn tàu lu. Cho chế no nhỉ cả. Cái gì? Mua hai bộ. Mua hai bộ à? Hai bộ. Hai bộ ấy có khi là đi mua thịt. Mua thịt à? Mua mềm. Mua thịt ăn à? Năm nay có được nhiều ngô không? Nghe như tàu đó là cái kia là năm một cân đấy. Được nhiều không? Cái tóc lần nhắc là bao nhiêu lần rồi? Hả? Nhắc 10 lần chưa? Sao lúc nào cũng thế, cũng để tóc như thế? Gọn gàng quá chứ. Gì là đi học rồi đúng không? Chiều đi học đúng không? Cố gắng đi học nhá. Chứ còn không biết tí nào này. Này là mệt rồi. Nói chung là khó từ lớp 1 nên là bây giờ là khó rồi. Không biết dạy nào được. Anh không có thời gian dạy đâu. Dạo này bận lắm, không có thời gian dạy rồi. Mà dạy 1-2 buổi thì cũng không ấy được. Phải dạy từ lúc lớp 1 cơ. Thì mới biết được. Bây giờ đọc những cái chữ lớp 4 rồi, đọc những cái chữ kia không đọc nổi thì khó rồi. Bây giờ xuống chương chính là mệt cô giáo đấy nhỉ. Đi gặp chị Mỹ không? Học với Mỹ một lớp à? Mỹ là còn biết đọc một tí đấy các bác ạ. Mỹ là còn biết đọc đấy. Gì là khó quá. Nó gọi tên là Plau lô. Gọi tí Plau kìa. Tí Plau lô. Nên lúc xung lại chỉ mất tí Plau. Lớp 4 đúng không? Đấy, Mỹ thì còn biết đọc tí. Còn Di còn không đọc nổi luôn. Thì khó đấy. Đi học phải chú ý lên bảng mà chứ. Chú ý cô giáo dạy chứ. Toàn chú ý đi đâu đi phải không? Hôm nay là giặt quần áo cho em đi trường nhá. Biết chưa? Giặt cái áo nào đi học đi xuống trường thì giặt cho em. Tí nữa đi giặt luôn đi, trời nắng là giặt luôn đi. 3-4 giờ chiều là lấy đi được rồi. Nhớ chưa? Bắt khô tí, không phải là đi học là mặc một bộ đâu. Nhớ chưa? Mang đi 2-3 bộ ở trường còn thay chứ. 3-4 bộ ở trường còn thay chứ. Mặc một bộ từ thứ 2 đến thứ 6 thì chết dở đấy. Mang sắp xếp cho em là 3 bộ quần áo nhá. Sùng bảo giúp anh tí 3-4 bộ quần áo thì đi học. Con chùa Pep Lodge kìa. Chùa số mà nó ít thời nãy kia. Chứ chỉ nói là một tuổi là nó buồn.
Một tuần một bộ làm sao được, phải mang 2-3 bộ. Anh đang bảo là em giúp anh dặn ý của anh cho Sinh nghe biết là 2-3 bộ mang cho em, cho vào túi bóng ấy. Cả năm mà có tớ nói là cho năm túi bóng mà có bà bếch chê mà cái tỏ nét chuyện. Nếu không ấy. 3 cái quần, 3 cái áo, và đi học. Là bếch nó chìa, bếch nó xôn một cái tỏ nó là ít chuyện. Thì tớ có ấy chê mà không nói chê mà là ít chuyện một cú tạ chị Sinh. Nhá. Không có là đi học mặc một bộ, từ hôm nay đi mặc bộ này đến thứ sáu thì chả mùi căng lắm à. Còn phải tắm rửa chứ, về đi trường có tắm không gì? Bạn đã có chơi trên chưa? Hả? Bạn nó tắm. Chưa chết gì chưa? Tắm thì mặc một bộ thì tắm thì cởi chuồng à? Có quần đùi không? Có. Mang quần đùi đi nhá, tắm thì phải thay quần thay áo, cái này thì giặt đi chứ. Có xà phòng đi học, có xà phòng ở trường, có xà phòng không? Cô giáo cho hay là không mua? Sô phòng có quỷ. Sô phòng ấy? Quỷ ông mua lại ở... Ở dưới hoa trên ngầm rồi nè. Mua thôi. Không mua à? Không mua. Không mua thì Sinh ở đây có xà phòng không? Chiều nay mang đi cho nó một ít, nhớ chưa? Dạ. Cho nó đi học phải có xà phòng, có... Có này không? Đánh răng không? Có. Ở trường có đánh răng à? Phải đánh răng đi nhá, phải vô mùa đi nhá. Ừ. Đi học là phải thơm tho tí chứ, sạch sẽ tí. Đấy, tí nữa là đi giặt luôn nhá, Sinh nhớ chưa? Xem cái áo, cái quần nào của Di ấy. Còn đi học được một cả tơ tàu đấy. Là đi rùa đi. Đấy, không phải là xong là cho vào túi bóng, có Luna thì cho vào Luna, xong là mù cả tao nhá, mù trường nhá. Bao bao. Đấy, không có là mặc một bộ là không được đâu, mặc một bộ làm sao được. Mùa hè nóng được thế này, chơi nghịch nữa. Đấy, nên là rất là khổ luôn các bác, bố mẹ không có. Không ai chuẩn bị hành trang cho đi vào năm học mới cả. Hôm nọ thì Minh Hiếu cũng... trao số tiền 500.000 đồng của chị Hà đấy. Cho đấy cũng dặn Sinh là đi chợ là mua 1-2 bộ quần áo gì đó cho cậu Di. Sinh thì ở nhà thì mặc thế nào cũng được, mặc lao động thì mặc thế nào cũng được đấy. Còn Di đi học thì phải mặc sạch sẽ một tí đấy, phải sạch sẽ. Không có là không ổn được đâu đấy. Không có bố mẹ lo cho cũng rất là đáng thương. Có mỗi chị thì lại không biết mấy. Đi học là từ 2 đến 6 là một bộ quần áo mặc trên người thôi. Thì cũng tương đối là căng đấy. Nên là nhá, anh nhắc rồi nhá, nhớ chưa? Thì nó giặt đi xong là phơi chỗ nắng nhỉ. Xong 3-4 giờ Di mới đi bảo đúng không? 3-4 giờ hôm nay đi trường là có mò no chưa? Mò chưa? Có cơ bản không? Đi trường có cơ bản không? Có. Hôm nay có rồi đúng không? Ừ, rồi. Thế là được rồi. Có gì thiếu xà phòng hay cái gì thì bảo anh nhá. Ừ, bảo anh nhớ chưa? Đấy. Thì cái nội dung ngày hôm nay thì Minh Hiếu cũng nhiều phần đầu video cũng đã thông tin đến các cô các bác rồi. Món quà của chị Hà ở Hải Phòng gửi đến cho hai chị em Sinh Di. Đấy, rồi là các cháu Chư Diê Xúa nữa cũng có. Tuy nhiên là ngày hôm nay là Minh Hiếu chưa đến nhà Chư Diê Xúa được. Chỉ đến nhà Sinh Di thôi. Chư Diê Xúa thì để tuần sau hoặc là tuần sau nữa thì Minh Hiếu sẽ vào. Số tiền 4 triệu đồng thì ngày hôm nay đã tiêu đi 700.000 đồng rồi. Còn 3 triệu 3 các bác ạ. Còn 3 triệu 300.000 đồng. Đấy, Minh Hiếu công khai luôn. Tài chính là như vậy. Một cái là 350, hai cái là 700. Còn 3 triệu 3 nữa. 3 triệu 3 thì trong đó thì có những cái món tiền của chị Hà muốn cho Minh Hiếu đến giúp đỡ các em xúa tính tùng nữa. Đặc biệt là chị mong muốn là cũng có những cái con vật nuôi như hai chị em Sinh Di để cho các em có được cái cơ ngơi. Không có là cũng loanh quanh nhà là bò thì như cậu
tính chia sẻ là bò là đã bán rồi, không biết là mua được chưa. Thì chiều hôm nay thì mình Hiếu sẽ đến nhà của các em xúa Tính Tùng xem tình hình như nào, rồi là sẽ hỏi xem là có muốn nuôi dê các thứ không để còn biết. Bây giờ chỉ ở đây chỉ phù hợp nuôi dê thôi hoặc là bò thôi, chứ còn trâu thì khó. Trâu thì không, ở đây gần như là không, ở đây không nuôi trâu nhỉ, không. Người Mông không nuôi trâu nhỉ. Ở Mông thì cũng có trâu. Ờ bò đấy, chỉ nuôi bò thôi các bác, bò dê thôi. Trâu ở đây gần như họ không nuôi. Đấy, trâu thì lại Minh Hiếu ở đây Minh Hiếu thấy là có những cái ở trên này thôi, những chỗ khác thì Minh Hiếu không biết. Đấy, ở trên này thì gần như là ví dụ trâu thì nó gần gũi với dân tộc Tày này, Nùng này, Giấy này. Đấy. Bò thì lại nhà trâu thì có thể là gần với người Dao nữa, người Dao cũng nuôi trâu. Đấy, còn bò thì là đặc sản của người Mông rồi. Đấy, gần như là người Mông ở chỗ nào cũng nuôi bò các bác. Còn thậm chí là có những con bò rất to. Đấy, như những phiên chợ Dù Già mình yêu đã quay cho các bác xem, có những con bò rất to. Đấy, người Mông nuôi bò để cày nương. Đấy, với mục đích là ngoài cái phát triển kinh tế còn giúp sức cày sức kéo nữa cho bà con đây, bởi vì nương thì toàn đá thôi các bác ạ, toàn ở hốc đá. Bò thì huấn luyện được một con bò mà cày được trên núi đá là cũng không phải đơn giản đâu. Nên là ở đây chỉ phù hợp với hai cái con như thế, con dê với con bò. Rồi mình Hiếu sẽ đến nhà của các em xem là tình hình như nào. Chị Hà thì cũng muốn là như thế. Còn bây giờ thì có lẽ là video ngày hôm nay xin phép được khép lại ở đây. Xuống muốn chào tí không? À? Chào các bác tí đi, một chân xuống. Để nhìn kia. Hôm nay đi với anh có được không? Được. Có sợ vợ nói không? Vợ không nói đâu. Vợ không nói đâu gì? Đi một tí thôi nhỉ? Đi một tí rồi anh về thì cả nhau đi. 30 phút thôi nhỉ? Có bị vợ nói bao giờ không? Không nói mà. Quay phim có bị vợ nói bao giờ không? Không nói gì mà. Vợ có yêu không? Yêu mà không nói gì mà. Vợ có yêu em không? Yêu mà. À. Còn nhẹ chị nhẹ? Nhẹ. Bọn nhẹ ấy. Tôi nhẹ. Nhẹ chị nhẹ? Nhẹ. Nhẹ quá. Lạnh nhau nhẹ nhẹ. Ừ. Đấy, thế thì chào đi, chào các bà xong rồi để con về nào. Được. Ừ. Chào tạm biệt. Chào xong. Chào các bà các cô bác. Chào tạm biệt chứ. Tạm biệt. Hẹn gặp lại chứ. Rồi. À đấy, bên đây còn quên đấy, cậu Di nào, đứng dậy cậu Di. Nào, đứng dậy, hai chị em đứng dậy, cảm ơn chị Hà một câu đi. Đứng lên. Cảm ơn chị Hà đi nhá, món quà này của chị Hà nữa chưa? Quay tay vào. Di nói đi. Cậu Di. Cảm ơn chị Hà. Cảm ơn bác Hà nữa chưa? Cảm ơn bác Hà. Là mua cái gì, máy gì kia? Là mua cái gì? Mua máy gì? Máy cuồng. Máy cuồng. Máy quạt. Máy quạt. Không phải quạt mà là máy quạt. U A T oát, máy quạt cơ mà. Máy quạt. Đi học phải nói cái này nhá, chưa? Ở trường lớp cũng có mà. Sao lại không biết cái máy quạt nhỉ? Đi học lớp 4 rồi không biết cái máy quạt là chịu rồi. À. Chào xe. Chào cao cam bà. Cảm ơn chị Hà. Cảm ơn chị Hà. Ta gửi cái gì kia? Kia. Hả? Máy qua. Được chưa? Được. Ôi rồi được rồi. Rồi. Không nói được nên là các bác thông cảm tí. Đấy. Cậu gì còn không biết cái máy quạt là cái gì. Đấy, khó. Đấy thì mình Hiếu xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và luôn luôn đồng hành ủng hộ kênh của mình Hiếu. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập phim tiếp theo. Xin chào.